Các bạn thân mến, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Phim 247. Vào mỗi dịp đầu năm, điện ảnh Thái Lan sẽ công bố một số bộ phim truyền hình hot hit. Vậy, nhiều bộ phim mới lên sóng đã chiếm được tình cảm của khán giả. Và đó là những bộ phim nào? Hãy cùng Phim 247 điểm qua 6 bộ phim Thái Lan hay nhất năm 2023 mà bạn không nên bỏ qua nhé! 1. Nàng dâu tinh quái Nicha Nutanicha và Pon Nawas. Phim do công ty Good Feeling sản xuất cho Đài 3, bộ phim đánh dấu màn tái hợp của cặp đôi nam nữ diễn viên trẻ đang lên Nicha Nutanicha và Pon Nawas. Cùng với đó, sự trở lại với màn ảnh nhỏ của chị đại Noi Pusakon trong hình tượng mẹ chồng ghê gớm, dữ dằn chắc chắn sẽ không làm khán giả thất vọng. 2. Vì yêu James Ma và Pierre Dinrada. Nurin là cô gái có biệt tài đoán trước nguy hiểm nên cô được chọn làm người bảo hộ cũng như cận vệ cho Singh Budin. Mối quan hệ của họ từ ghét bỗng trở thành yêu, nhưng liệu mối tình trắc trở này sẽ đi về đâu khi đối thủ của Singh Budin luôn trực chờ hãm hại anh và sẵn sàng giành lấy Nurin bất cứ lúc nào. 3. Ngọn lửa ảo vọng Pimbi Pimprapa Binamthip Son Yuk. Ngọn lửa ảo vọng 2023 trở thành một bộ phim đáng chú ý đầu năm nay khi có sự xuất hiện của người đẹp Pimbi Pimprapa và ông chúa Binamthip cùng với nam chính do Son Yuk đảm nhận. Được làm lại từ tác phẩm cùng tên của truyền hình Thái Lan vào năm 1998, phim là câu chuyện trả thù người tình của bố. 4. Chuỗi vòng quỷ ám New Thittipum Buonalinthip Ben Ravidarun. Phim xoay quanh tam giác tình yêu giữa Mukda, Palin và Brook. Mukda, Palin cùng yêu Brook nhưng Brook chọn đến với Palin. Điều này khiến Mukda uất hận. 5. Lá bài tiên tri Esther Suprilila và Kovacin. 6. Kinh thành 1867, bà Mai lắm trò và chàng cảnh sát Shin Sindachot và Chelito Wasita. Trong 6 bộ phim vừa kể trên, bạn đang mong chờ bộ phim nào? Hãy để lại cảm nhận của mình xuống dưới phần bình luận và đừng quên cập nhật những video mới được phát sóng trên kênh Phim 247 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!